con, nhưng mà con rắn đó người ta không có để nguyên một con cho cô chú anh chị mình nhìn vô mình hơi sợ đâu, mà nó là sơ chế rồi hay nguyên một cái miếng thịt như vậy, người ta đang giảm gia vị chậm rồi. Bên cạnh đó thì có khô cá món nữa. Rồi lưu ý cho bạn Huy nè, ai mà đi tàu, xe, máy bay hay bất kể cái phương tiện gì đó mình sợ mùi đó, mình lên đây mình mua xong rồi mình yêu cầu người ta bán trên đây người ta hút chân không cho mình, bởi vì người ta sẽ hỗ trợ hút chân không miễn phí và đóng thùng miễn phí cho đoàn của chúng ta. Dạ, không lo vấn đề đi tàu đi xe hay vấn đề mùi nha cả nhà. Rồi một cái vấn đề thứ hai nữa mà khi mà đi với em mình sẽ hưởng được một cái đặc quyền đó là lên đây mình sẽ được dùng thử miễn phí nha cả nhà. Dạ, nên đây món nào cũng được dùng thử miễn phí hết. Rồi thí dụ mà tàu mình hôm nay mình đi rất là đông nước mà, rồi thí dụ mà cô chú anh chị mà lỡ mình dùng nhiều quá chưa mua vô là cản tàu dẫn tàu trốn nha. Yeah, được không? À, nói giỡn vậy thôi chứ ở trên đây là người ta cho gia đình mình dùng thử miễn phí nha cả nhà. Một hồi mình lên đây mình có thể dùng thử và khi mà mua thì có sợ mùi gì đó thì yêu cầu những bạn trên đây sẽ đóng thùng hút chân không miễn phí cho gia đình mình đi tàu xe máy bay nha cả nhà. À thế sao tưởng sang đấy mặc luôn? Không có lên tham quan hả? À, chị